Mình có thể nhìn thấy rõ là mình đang có rất nhiều data đúng không? Mình đang có rất nhiều data thì mình có thể nhìn rõ là cái việc khó nhất trong cái việc review này á, đấy là mình sẽ phải bơi trong data. Mình có rất nhiều data từ rất nhiều agency này hay cũng như là những internal report. Thì cái việc mình sẽ cần phải identify những cái relevant data này để tránh cái việc là mình sẽ phải tốn thời gian hay tốn tiền hay là mình vẫn không đủ những information mà mình muốn để mình make ra một cái strategic decision đó. Thì cái highlight mà chị muốn warning ở đây á, đấy là mình không cần phải hiểu hết data, mình không cần phải có tất cả các data trong cái phần review của mình. Mình sẽ chỉ cần những cái relevant, những cái worthy data mà mình cần để make cái decision cho cái next year direction của mình. Bởi vì chúng ta là business, chúng ta không phải là research company hay là research agency. Vậy để làm sao để mình hiểu ra rằng mình sẽ cần những nhóm data nào, thì chị có suggest ở đây là mình sẽ có một cái nhóm, một cái analysis là 4C. Thì mình sẽ có thể là từ cái lăng kính của 4C mình sẽ map out ra được là mình sẽ cần collect những cái nhóm data nào ở đâu, phục vụ cho cái mục đích gì. Thì 4C ở đây nó sẽ được present for category, competitors, company và consumer. Thì với category mình sẽ cần những cái chỉ số như thế nào? Nam. Với category á, mình sẽ cần phải nhìn rõ là cái category size, cái ngành hàng nó đang lớn như nào và nó đang tăng trưởng như nào. Có thể có những ngành hàng rất là mới nhưng mà nó lại tăng trưởng rất là nhanh. Ví dụ như những cái ngành hàng như là giao đồ ăn nhanh trong những năm gần đây, nếu mà so với những cái ngành hàng truyền thống như là kiểu ăn uống tại chỗ ấy, thì nó rất là nhỏ, nhưng mà cái tăng trưởng của nó trong khoảng độ 3 năm gần đây luôn luôn là 3 con số. Thì đó là một cái hệ rất là potential đúng không? Thứ hai là category segmentation, tức là trong một cái ngành hàng như này mình sẽ có rất nhiều segmentation liên quan đến câu chuyện về giá, liên quan đến câu chuyện về sản phẩm thì nó sẽ khác nhau như thế nào, hay là những cái liên quan đến category attribute là những cái key attribute trong một ngành hàng để mình review xem nó perform như thế nào. Đó. Và cuối cùng là mình sẽ nhìn nhận lại những cái thông tin liên quan đến macro information liên quan đến với cái mô hình là PESTO, đại diện cho politics này, economics, social, society, technology, environment and kiểu laws, những cái liên quan đến những cái yếu tố rất là macro trend bên ngoài, nó ảnh hưởng đến nền kinh tế, ảnh hưởng đến xã hội và as a result sẽ ảnh hưởng đến ngành hàng và business của mình. Thì mình cũng sẽ cần phải phân tích trong những cái báo cáo của category. Thứ hai là về competitor, thì mình sẽ nhìn nhận ra được mình sẽ cần phải define competitor, nhưng mà mình sẽ có hai cái nhóm competitor chính. Thứ nhất nó sẽ là direct competitor và thứ hai là indirect competitor. Vậy direct competitor, dưới direct competitor sẽ có primary competitor và secondary competitor. Direct competitor là gì? Là đối thủ nó offer chính xác cái sản phẩm giống mình. Đó. Còn indirect competitor là offer những cái sản phẩm khác mình nhưng mà lại có cùng công dụng với mình. Ví dụ như chị có để ở đây là chị làm việc trong ngành hàng nước tương của Maggi, thì direct competitor của chị là nước tương Chisu, nước tương Nam Dương. Đó. Tuy nhiên chị cũng sẽ có rất nhiều những cái indirect competitor, ví dụ như nước mắm. Bởi vì sao? Bởi vì nước tương hay nước mắm mình đều có thể chấm được đồ thức ăn đúng không? Nước tương hay nước mắm mình đều có thể kho được đúng không? Đó. Thì nước mắm, nước tương, nước mắm chính là indirect competitor của chị. Còn ví dụ như nước tương Chisu hay nước tương Nam Dương hay nước tương Tam Thái Tự thì chính là direct competitor của chị. Thì dưới câu chuyện của direct competitor nó sẽ có hai cái nhóm competitor khác là primary competitor và secondary competitor. Thì primary competitor thì chính là những cái competitor mà họ target vào the same consumer và shopper của mình với segment, tức là họ offer những cái sản phẩm nó ngang giá, ngang định vị của mình, ví dụ như cao cấp này, bình dân cho cùng tập khách hàng của mình, cùng even là cùng tập thị trường luôn. Và thứ hai á, là
secondary, còn bây giờ là họ có thể offer một cái sản phẩm similar nhưng mà tập trung ở một cái segment gọi như là high girl, cao hơn hẳn hoặc thấp hơn hẳn của mình. Ví dụ như mọi người có thể nhìn thấy ở đây cái bảng, cái tháp giá này thì Maggie hầu như ở cái phân khúc là affordable luxury đúng không? Thì những cái gọi là primary competitor của Maggie á, thì nó sẽ là nước tương Chinsu, nước tương Chinsu, nước tương Nam Dương cao cấp. Đó. Tuy nhiên những cái in những cái secondary competitor nó sẽ là những cái người ở ở ở dưới nước tương, ở dưới ví dụ như nước tương Tam Thánh Thượng Nhất Ca hay là nước tương Nam Việt, và những cái sản phẩm nước tương nó hướng đến cái phân khúc là low tier và mainstream. Đó. Thì thì cùng với đó mình cũng sẽ có một cái bảng, một cái sheet là competitor analysis sheet để mình có thể đánh giá được những cái how mà những cái competitor, even là direct, either là direct hay là indirect competitor, người ta đang perform như nào trong những cái key attribute, ví dụ như company hay là company price hay những cái product người ta offer. Đó. Thì bên cạnh câu chuyện của competitor, mình cũng sẽ nhìn sang cái câu chuyện của một cái nhánh thứ ba, đó là một cái attribute rất quan trọng, đó là consumer. Mình sẽ phải hiểu rất rõ là consumer của mình đang cái status đang như thế nào, họ sống ở đâu này, demographic này, psychology họ nghĩ gì, uses and attitude of category, tức là họ đang sản phẩm, họ đang sử dụng cái sản phẩm của mình như thế nào và họ đang nghĩ cái sản cái ngành hàng của mình như thế nào. Đó, in mindset của họ. Cuối cùng là shopping behavior, tức là họ đang có xu hướng mua sắm như thế nào khi mà họ đến điểm bán, họ đang mua online, mua offline, họ đang mua ở omnichannel, ở tất cả các kênh khác nhau, media habit, họ đang xem tivi hay là họ không xem tivi nữa, họ nghe radio hay là họ lướt TikTok để tìm ra những cái sản phẩm mình mong muốn. Thì nó sẽ có sẽ đây nó sẽ và cuối cùng là họ nghĩ, quan trọng là họ nghĩ về cái sản phẩm của mình như thế nào. Thì tất cả những cái yếu tố này nó sẽ giúp mình sum up lại được một cái gọi là consumer persona, tức là giúp mình hiểu rõ ra rằng chân dung của người tiêu dùng sẽ như thế nào, họ đang suy nghĩ như thế nào về về nghệ, họ đang sống ở đâu, vì hay như nào, họ suy nghĩ gì về ngành hàng, suy nghĩ gì về brand. Đó, thì có thể giúp cho mình hình dung ra được những cái next decision sắp tới, bởi vì cuối cùng tất cả các hoạt động marketing của mình sẽ đều hướng đến consumer đúng không? Thì mình cũng phải hiểu về consumer. Cuối cùng là liên quan đến company. Đó, mình đã đi một vòng ở bên ngoài rồi. Thì cuối cùng thì mình cũng sẽ phải nhìn vào cái performance, cái internal performance của mình. Mình đánh giá sọc CP, mình đánh giá về market share PS, mình đánh giá về media investment và những cái media investment hay promotion investment của mình. Là mình so sánh với những cái số, những competitor trên thị trường. Để mình xem là so với họ ấy, thì mình có đang outgrow hơn không, mình có tăng trưởng nhanh hơn không, hay mình tăng trưởng chậm hơn, và mình có đang invest nhiều hơn những cái gì mà mình đang cần phải xứng đáng phải bỏ ra hơn khi mà mình so sánh với đối thủ. Đó. Thì đấy là cái mục đích của việc là làm company analysis.